Ngày 21 tháng 1 năm 2020, tại trụ sở Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, Tane Sangkrat. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tin tưởng rằng trên cương vị đại sứ, Ngài Tane Sangkrat sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, góp phần vào sự thịnh vượng chung của hai nước. Trong những năm qua, thương mại song phương giữa Việt Nam và Thái Lan đều tăng trưởng tốt với tốc độ bình quân 8,1% một năm. Năm 2019, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 16,9 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 5,3 tỷ đô la Mỹ và kim ngạch nhập khẩu đạt 11,6 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan đã phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư. Việt Nam và Thái Lan đều là những đối tác thương mại hàng đầu của nhau trong khu vực. Hai bên cần tích cực triển khai những kết quả đạt được tại kỳ họp lần thứ 3 của Ủy ban Hỗn hợp Thương mại Việt Nam-Thái Lan JTC nhằm tháo gỡ những khó khăn và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại hướng tới mục tiêu kim ngạch song phương lên 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị đại sứ hỗ trợ thúc đẩy phát triển các hợp tác lĩnh vực như xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối tại Thái Lan, phòng vệ thương mại, v.v. Đại sứ Tane Sangkrat cảm ơn sự đón tiếp của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, đồng thời ghi nhận những vấn đề Bộ trưởng đã nêu và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.